chào quý vị. Hôm nay Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ 3 năm 2023, gồm phần thi viết và thi thuyết trình. Nội dung thi là kiến thức thuộc chương trình trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Trong tuần trước, 34 thí sinh được tuyển chọn từ các lớp trung học lý luận chính trị mở tại Học viện Cán bộ Thành phố đã tham gia thi viết 120 phút. Sau khi trải qua phần thi viết, tuần này các thí sinh tham gia phần thi thuyết trình và xử lý tình huống, thời gian từ 10 cho đến 15 phút. Hội thi góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên về những quan điểm mới của Đảng. Đây cũng là sân chơi bổ ích để tuyển chọn, công nhận và biểu dương, khen thưởng đối với học viên học giỏi lý luận chính trị. Từ đó học viện có kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cũng như giúp cho học viên tìm ra phương pháp học tập hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị. Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa của học viện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 3.000 học sinh, phụ huynh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đã tham gia vào ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2023. Với gần 30 gian hàng, các em đã được tham gia vào các hoạt động chính như tìm hiểu về 39 ngành nghề thuộc các lĩnh vực đào tạo, tham quan cơ sở vật chất và trải nghiệm trực tiếp như một sinh viên thực thụ tại hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, phòng mô phỏng, lắng nghe tư vấn và giải đáp thắc mắc về tuyển sinh, cũng như gặp gỡ sinh viên, cựu sinh viên của trường để được chia sẻ kinh nghiệm học tập, những điều cần chuẩn bị khi thi đại học. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2023 là nơi cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về ngành nghề, phương thức tuyển sinh. Song song đó, đây cũng là dịp để nhà trường giúp thí sinh chọn ngành học phù hợp với năng lực, tính cách và sở thích để phát triển nghề nghiệp. Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đại học công lập có trụ sở chính tại quận 7. Năm 2023, trường dự kiến tuyển 6.000 chỉ tiêu cho 4 chương trình đào tạo bậc đại học. Đây cũng là năm trường tổ chức tuyển sinh đào tạo tại phân hiệu Khánh Hòa. Đổi mới, dạy, học với ChatGPT và trí tuệ nhân tạo do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức giúp người học, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các trường phổ thông, nhà tuyển dụng nhận thức về vai trò và thách thức của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ChatGPT trong giảng dạy, đào tạo và việc làm. Hội thảo có sự tham gia dẫn chương trình của Silbot, một robot trí tuệ nhân tạo tân tiến, và các khách mời có thể trải nghiệm tương tác với ChatGPT và chiêm ngưỡng một số tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được sáng tạo với sự hỗ trợ của AI. Hội thảo cũng đã được lắng nghe một số tham luận về ứng dụng ChatGPT và trí tuệ nhân tạo trong các ngành học, ChatGPT thay đổi năng suất tại nơi làm việc, thích ứng sử dụng trong trường học. Trước đó, Siêu đã phát động cuộc thi viết tham luận về ChatGPT để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và học viên cao học của nhà trường. Apollo English, tổ chức Anh ngữ lâu đời nhất Việt Nam, đã ra mắt Apollo Active, mô hình học tiên tiến được hợp tác với các đối tác giáo dục hàng đầu thế giới như National Geographic Learning, OLAP, PPM, DLA. Apollo Active, ứng dụng nền tảng học tập hiện đại mang đến trải nghiệm học tập đa dạng, cá nhân hóa, cùng với đó là kết quả đầu ra được đảm bảo. Tổ chức dạy tiếng Anh 30 năm tuổi kỳ vọng, với phương pháp học đúng đắn, tiếng Anh không chỉ là một môn học ngôn ngữ mà sẽ giúp các em mở ra chân trời mới mẻ, nhận ra đam mê của chính mình và khám phá tiềm năng của bản thân, hình thành kỹ năng, kiến thức, tư duy, cảm xúc xã hội cần thiết cho tương lai. 65% trẻ em ngày nay sẽ lớn lên và đảm nhiệm những công việc mà thế giới hiện tại chưa từng biết đến. Là những nhà làm giáo dục, chúng tôi phải luôn chủ động đi trước nhu cầu thực tế từ 10 cho đến 20 năm. Không chỉ đơn thuần là truyền đạt kiến thức, xây dựng một tình yêu học tập là điều tốt nhất mà những nhà giáo dục cần trang bị cho trẻ để con luôn có khả năng thích nghi với bất kỳ thử thách nào trong tương lai. Trung tâm tiếng Anh Apollo là trung tâm 100% giáo viên nước ngoài đầu tiên và cho đến nay, Apollo English đã có hơn 60 trung tâm trên cả nước. Hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo công bố sự kiện năm du lịch tuyên quang và lễ hội kinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023. Theo đó, Á hậu Quảng Trần Gia Hân, Á vương Hoàng Sơn được chọn làm đại sứ truyền thông cho sự kiện. Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2023 là sự kiện thường niên nhằm kết nối các sản phẩm văn hóa du lịch của tỉnh với cả nước và quốc tế, tạo bước phát triển mới cho du lịch Tuyên Quang. Lễ hội kinh khí cầu là hoạt động điểm nhấn nhằm hưởng ứng chương trình khai mạc năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2023.
Lễ hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh miền đất, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của tỉnh Tuyên Quang. Lễ hội năm nay quy tụ 20 khinh khí cầu tham gia, gồm 10 khinh khí cầu bay tự do, 5 khinh khí cầu bay treo, 5 khinh khí cầu bay trình diễn, được điều khiển bởi các phi công đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga, Đài Loan, Trung Quốc và Việt Nam. Với sự chủ trì thực hiện của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, lễ hội khinh khí cầu quốc tế lần thứ 2 năm 2023 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2023 tại 2 địa điểm. Chuyến xe tử tế tháng 4 đã ghé thăm cơ sở trợ giúp xã hội Hòa Hảo của bà Nguyễn Thị Hồng tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, nơi đang nuôi dưỡng 80 cụ già neo đơn và trẻ em mồ côi. Nhận thấy những thiếu thốn và khó khăn khi phải chăm sóc người già, trong đó gần 40 cụ bị liệt cả người. Chuyến xe tử tế với sự đồng hành của công ty cổ phần tập đoàn Trường Hải đã mang đến những món quà đặc biệt cho các cụ nơi đây. Đó là những bịch bỉm tả, thùng thuốc men, thiết bị y tế, ghế bô cho người già và một chiếc tivi mới. Số thuốc dự kiến sẽ dùng được trong khoảng 1 năm, đặc biệt hỗ trợ các cụ bị tiểu đường, huyết áp, tiêu chảy hay đau ốm. Cũng trong ngày 4 tháng 4 vừa qua, chuyến xe tử tế đã tổ chức buổi khám bệnh cho các cụ. Tiếp theo là các thông tin quốc tế vừa cập nhật. Kênh truyền hình Trung Quốc CCTV mới đây đã công bố thêm các cảnh quay về việc quân đội nước này tiến hành các cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, Trung Quốc. Trước đó, sáng hôm qua ngày 8 tháng 4, quân đội Trung Quốc đã thông báo sẽ tập trận 3 ngày quanh đảo Đài Loan để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trong đoạn phim được CCTV công bố cho thấy các máy bay chiến đấu, bệ phóng tên lửa và tàu hải quân. Quân đội Trung Quốc thông báo cuộc tập trận Liên hợp lợi kiếm John's World sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 10 tháng 4 để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, và đây là hoạt động theo kế hoạch. Theo cơ quan hàng hải địa phương, hoạt động bắn đạn thật sẽ diễn ra ngày 10 tháng 4 ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc. Theo CCTV, cuộc tập trận là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với sự thông đồng giữa lực lượng ly khai muốn Đài Loan độc lập và thế lực bên ngoài chống lại các hoạt động khiêu khích của họ. Sau thông báo tập trận của Trung Quốc, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ sẽ phản ứng một cách bình tĩnh, hợp lý và không gây leo thang xung đột cũng như không gây tranh chấp. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh sau khi người đứng đầu đảo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California, Mỹ vào ngày 5 tháng 4 vừa qua. Trung Quốc đã lên án cuộc gặp, cáo buộc Mỹ đang thông đồng với các lực lượng ly khai đòi độc lập ở đảo Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Theo hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gia hạn thêm 1 năm các lệnh trừng phạt chống Nga trong ngày 7 tháng 4 theo giờ địa phương, với cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, vi phạm nguyên tắc của luật pháp quốc tế sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt ở Ukraine cùng những điều khác. Điều này đồng nghĩa với việc sắc lệnh này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau ngày 15 tháng 4 tới. Hãng tin TASS cho biết, trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho rằng Nga vẫn đang thực hiện các hoạt động có hại cụ thể nhằm vào Mỹ, đặc biệt liên quan tới các cuộc bầu cử tự do và dân chủ ở Mỹ, các thể chế dân chủ ở nước này và các đồng minh, đồng thời gây ra các vụ tấn công mạng độc hại và các nội dung khác. Bức thư còn nói, Nga đang là mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Mỹ đã tăng cường áp đặt các vòng trừng phạt Nga. Moscow nhiều lần bác bỏ các cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ hay liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Moscow coi những cáo buộc này của Washington là vô lý. Chiến dịch của Nga nhằm phá vỡ hệ thống năng lượng của Ukraine trong mùa đông vừa qua rất có thể đã thất bại, theo Bộ Quốc phòng Anh. Trong khi đó, Ukraine nói rằng họ có thể nối lại việc xuất khẩu điện sang EU. Theo thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 8 tháng 4, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào hệ thống năng lượng thống nhất UES của Ukraine kể từ tháng 10 năm 2022. Nhưng các cuộc tấn công quy mô lớn trở nên hiếm hoi từ đầu tháng 3 năm 2023. Các cuộc tấn công quy mô nhỏ vẫn tiếp tục, nhưng sẽ gây ít tác động đến UES. Các công ty điều hành mạng lưới năng lượng của Ukraine đang thay thế các bộ phận quan trọng, bao gồm các máy biến áp cao áp. Việc vận chuyển và lắp đặt các thiết bị này là một thử thách lớn vì chúng nặng ít nhất 100 tấn. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng tình hình năng lượng của Ukraine
có thể sẽ được cải thiện khi thời tiết dần ấm lên. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushenko hôm qua nói rằng Ukraine có thể nối lại việc xuất khẩu điện sau 6 tháng tạm dừng, nhờ những thành công trong việc sửa chữa mạng lưới điện sau các cuộc tấn công của Nga. Sáng nay ngày 9 tháng 4, truyền thông quốc tế đưa tin, phái đoàn gồm các quan chức Oman đã đến thủ đô Sanaa của Yemen. Chuyến thăm là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Theo Reuters, trên chiếc máy bay của Oman, ngoài các giới chức Oman, còn có trưởng đoàn đàm phán của lực lượng Houthi, ông Mohammed Abdul Salam và các đại biểu Houthi khác tại trụ sở Muscat, Oman. Các đặc phái viên của Oman dự kiến sẽ đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với các quan chức của lực lượng Houthi. Theo truyền thông khu vực, nội dung thảo luận sẽ tập trung vào việc mở lại lâu dài các cảng biển và sân bay, trả lương cho công chức, xây dựng lại cơ sở hạ tầng và thực hiện chuyển giao chính trị tại Yemen. Chúng tôi và những người anh em Oman đã đến thủ đô Sanaa để tiếp tục nỗ lực đạt được hòa bình. Đó là một quá trình liên tục, cho dù các cuộc họp diễn ra ở Muscat hay Sanaa. Hôm qua, một quan chức của lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã cùng trao đổi tù binh với Ả Rập Xê Út. 13 tù binh Houthi đã đến thủ đô Sanaa ngày 8 tháng 4. Việc trao đổi tù binh là một phần của thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng này nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng tại Yemen, bao gồm việc trả tự do cho gần 900 tù nhân của cả hai bên. Nhiều năm qua, Oman đã tổ chức các cuộc đàm phán giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út. Tiến trình này đã được tăng cường kể từ khi các bên tham chiến không đạt được thỏa thuận nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn do Liên Hiệp Quốc làm trung gian từ tháng 10 năm ngoái. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng ở miền nam của Thái Lan. Lực lượng an ninh đang ráo riết truy tìm hung thủ. Vụ tấn công xảy ra vào cuối giờ chiều theo giờ địa phương tại huyện Kirirat Nikom thuộc tỉnh Surat Thani, cách thủ đô Bangkok khoảng 600 km. Lực lượng cảnh sát xác nhận 4 người đã thiệt mạng nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết vụ nổ súng xảy ra gần nhà một cựu trưởng thôn. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang điều tra làm rõ. Thái Lan có tỷ lệ sở hữu súng cao và trong một năm trở lại đây liên tục xảy ra các vụ bạo lực. Vào tháng 10 năm ngoái, một cựu cảnh sát xả súng tại nhà trẻ khiến 36 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em. Vào tháng 3 qua, cảnh sát Thái Lan đã hạ gục một tay súng sau 15 giờ đối đầu tại tỉnh Phetchaburi. Hung thủ đã giết 3 người và làm 3 người khác bị thương. Ít nhất 3 người bị thương sau vụ nổ súng tại một trung tâm thương mại ở bang Delaware, Mỹ vào ngày 8 tháng 4. Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát bang đã nhanh chóng sơ tán người dân. Cảnh sát bang Delaware cho biết 3 nạn nhân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện. Hiện tại không còn mối lo ngại nào quanh khu vực trung tâm thương mại Christiana. Tuy nhiên, trung tâm thương mại này vẫn phải đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Nhà chức trách địa phương cho biết đang truy tìm hung thủ. Chính quyền Iran ngày 8 tháng 4 đã bắt đầu lắp đặt camera ở những nơi công cộng để xác định và xử phạt những phụ nữ không đội khăn trùm đầu. Giới chức Iran cho biết động thái trên nhằm ngăn chặn hành động phản đối luật về khăn trùm đầu, đồng thời chỉ trích điều này làm hoen ố hình ảnh tinh thần của Iran và lan rộng tình trạng bất an. Nhiều phụ nữ Iran đã bỏ khăn trùm đầu sau cái chết của Mahsa Amini, một cô gái 22 tuổi qua đời hồi tháng 9 năm 2022, 3 ngày sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm quy định trang phục. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra tại Iran sau cái chết của Amini. Các vụ đụng độ khiến hàng trăm người thiệt mạng, trong đó có cả thành viên lực lượng an ninh. Theo luật Hồi giáo Sharia của Iran được áp đặt sau cuộc cách mạng năm 1979, phụ nữ có nghĩa vụ che tóc và mặc quần áo dài, rộng rãi để ngụy trang. Những người vi phạm đã phải đối mặt với sự quở trách công khai, phạt tiền hoặc bị bắt giữ. Một thống kê mới đây của công ty nghiên cứu Maglite ở Nhật Bản cho biết doanh số bán xe điện toàn cầu trong năm ngoái đã tăng 66,6% so với năm 2021, lên mức 7,26 triệu xe. Dữ liệu này cho thấy rõ quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang phương tiện không phát thải để đáp ứng những quy định ngặt nghèo về khí thải. Cụ thể, tính theo thị phần, doanh số xe điện của Trung Quốc tăng khoảng 80% lên 4,53 triệu chiếc. Trong khi các nước Tây Âu, trong đó có Đức và Anh, doanh số bán xe điện tăng khoảng 30% lên 1,53 triệu xe. Khoảng gần 800.000 xe điện được bán tại Mỹ trong năm 2022 và tại Nhật Bản là 50.000 xe. Trong số các nhà sản xuất xe điện, hãng Tesla của Mỹ dẫn đầu với doanh số 1,27 triệu xe bán ra trong năm 2022, tăng mạnh so với mức 880.000 chiếc năm 2021.
Trong khi đó, hãng xe điện hàng đầu của Trung Quốc là BYD Co đạt doanh số 870.000 chiếc, hơn gấp đôi doanh số 320.000 chiếc bán ra năm 2021. Giá lương thực thế giới tiếp tục giảm tháng thứ 12 liên tiếp. Chỉ số giá lương thực giảm là nhờ các yếu tố như nguồn cung lương thực dồi dào, nhu cầu nhập khẩu yếu và việc gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO, chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 3 đã giảm 20,5% so với mức cao kỷ lục ghi nhận một năm trước đây khi cuộc xung đột Nga-Ukraine mới nổ ra. Ngũ cốc, thành phần chiếm tỷ lệ cao nhất trong chỉ số giá lương thực, đã giảm 5,6% so với tháng 2 và giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số các loại ngũ cốc thì giá lúa mì giảm mạnh nhất 7,1% do xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine qua Biển Đen đã làm hạ nhiệt thị trường. Giá bắp giảm 4,6% do sản xuất ở Nam Mỹ tăng mạnh. Trong khi đó, giá gạo giảm 3,2% do triển vọng thu hoạch tăng ở Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan. Các thành phần khác cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu thực vật giảm 47,7%, sữa giảm 10,7%. Riêng giá thịt tăng nhẹ 0,8% so với tháng 2, nhưng vẫn thấp hơn 5,3% so với cùng kỳ năm 2022. FAO cho biết nhu cầu giảm và thích ứng với những trở ngại của chuỗi cung ứng toàn cầu là những yếu tố chính đẩy giá xuống thấp hơn trong năm qua. Trở lại với các tin tức trong nước, Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đối thoại và kết nối ngân hàng doanh nghiệp hỗ trợ tín dụng giúp doanh nghiệp hộ kinh doanh phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Kết nối ngân hàng doanh nghiệp là sự kiện quan trọng trong hoạt động kinh tế của quận Tân Phú, thể hiện sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ của chính quyền và ngành ngân hàng với những khó khăn của doanh nghiệp. Việc cho vay với lãi suất ưu đãi của ngành ngân hàng là hành động thiết thực giúp cho doanh nghiệp có điều kiện tiếp tục hoạt động, mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Dịp này, Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú chứng kiến 5 ngân hàng và 23 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận ký kết hợp đồng tín dụng với tổng số tiền giải ngân là 300 tỷ đồng nhằm giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, có nguồn lực tài chính đủ mạnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, cùng Ủy ban Nhân dân quận chung tay vực dậy, phục hồi và phát triển nền kinh tế của quận nhà nói riêng và của thành phố nói chung. Hội thảo xúc tiến đầu tư gọi vốn từ nước ngoài đã được Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam Quốc tế phối hợp cùng công ty Eden Global Capital của Mỹ tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong muốn gọi vốn M&A, thu hút đầu tư thiên thần từ các quỹ đầu tư tư nhân và đặc biệt là IPO, phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng trên sàn chứng khoán. Với đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ từ công ty chuyên nghiệp của Mỹ, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp cận các nhà đầu tư quốc tế, dù đang có quy mô, cấu trúc, mục tiêu hay tài chính ở mức độ nào. Trong 7 năm vừa qua, chúng tôi đã giúp 21 công ty ở Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á thực hiện mục tiêu mở rộng toàn cầu, gây quỹ và chạm đến mục tiêu vươn tầm quốc tế. Đến hiện tại, khi kinh tế thế giới có sự dịch chuyển và Việt Nam đang trở thành điểm đến mới của các nhà đầu tư phương Tây, chúng tôi đã đến đây để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thu hút những dòng vốn này. Các chuyên gia tin rằng, tầm nhìn của những người chủ doanh nghiệp là chìa khóa quyết định cho sự thành công của quá trình IPO, đặc biệt là ở Mỹ. Với mạng lưới đối tác rộng khắp, Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam Quốc tế cùng Eden Global Capital đảm bảo thương hiệu doanh nghiệp sẽ được nhiều nhà đầu tư biết đến, hướng đến tương lai đầy hứa hẹn. Nhiều chương trình khuyến mãi được Viettravel tăng cường tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với mức giảm sâu cho đến tận mùa hè năm nay. Theo đó, khách hàng mua tour và thanh toán 100% trong Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 2023 sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền lên đến 2 triệu đồng. Bên cạnh đó, Viettravel còn liên kết với các đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng như đối với hành khách nhập hoặc quét mã VNPay với hóa đơn từ 5 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ được giảm ngay 200.000 đồng, thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, khách sẽ nhận ngay ưu đãi giảm thêm 100.000 đồng một bé nếu có bé từ 5 cho đến 11 tuổi đi cùng, áp dụng cho các tour khởi hành từ ngày 8 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Trong khuôn khổ triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị nguyên phụ liệu và vải diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần kỹ thuật số SPC đã ra mắt thị trường những giải pháp mới cho ngành in ấn.
Nổi bật trong đó là giải pháp máy in trên vải cuộn polyester, vải cuộn cotton và giải pháp in trực tiếp trên áo thun. Tất cả đều có nhiều ưu điểm vượt trội. Không hóa chất tồn dư trên vải, độ bền màu cao, không gây ô nhiễm môi trường, đáp ứng theo xu hướng giải pháp in xanh 4.0. Công nghệ in kỹ thuật số phục vụ cho ngành dệt may, đặc biệt là ngành thời trang in trên vải, đang được rất nhiều các hãng lớn ở trên toàn cầu họ ứng dụng, bởi vì đây là một công nghệ xanh, không có xả thải ra môi trường, không yêu cầu về số lượng tối thiểu và không giới hạn về màu sắc, và đặc biệt là giúp các công ty thời trang tại Việt Nam sẽ xử lý được câu chuyện đấy chính là zero stock, có nghĩa là chúng ta sẽ không bị tồn kho các sản phẩm. Các giải pháp công nghệ này hiện đang được SPC phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Sau hơn 20 năm hoạt động, SPC không chỉ dừng lại ở thiết bị máy móc mà còn chú trọng trong việc cung cấp các vật tư đi kèm đến từ nhiều nhà sản xuất uy tín trên thế giới. Volkswagen Hoàng Gia chi nhánh Bình Dương tại số 7A trên 12A Đại lộ Bình Dương, thị xã Thuận An vừa được Volkswagen Việt Nam ủy quyền chính thức là đại lý 3S của hãng xe này. Volkswagen Bình Dương là một trong những showroom cung cấp đến khách hàng nhiều dịch vụ tiện ích như tư vấn, giới thiệu, sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng chính hãng, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, được đào tạo theo tiêu chuẩn của Volkswagen trên toàn cầu. Dịp này, đơn vị cũng áp dụng nhiều ưu đãi lớn khi khách hàng mua xe tại đây. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra sự kiện Festival PMU Universe Award 2023. Đây là chương trình tìm kiếm những tài năng trong ngành phun xăm thẩm mỹ tại Việt Nam, cũng là dịp để kết nối các cộng đồng ngành làm đẹp trong và ngoài nước, tạo cơ hội để giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật làm đẹp tiên tiến hiện nay. Là chuyên gia trong ngành phun xăm thẩm mỹ tại Việt Nam, Master PMU Phước Lai, giám khảo của chương trình chia sẻ kỹ thuật AS Technique trong bộ môn điêu khắc lông mày siêu thực, là kỹ thuật tương đối khó và phải cần độ thuần thục trong suốt quá trình luyện tập, được xem là một làn gió mới trong cộng đồng phun xăm thẩm mỹ trong và ngoài nước. Sài Gòn Center, dự án phức hợp hàng đầu của Capelland, lần thứ hai tổ chức lễ hội Nhật Bản diễn ra từ ngày 7 cho đến ngày 23 tháng 4 với các hoạt động văn hóa đặc trưng Nhật Bản ngay tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Được định hướng trở thành sự kiện thường niên của trung tâm thương mại, chủ đề của lễ hội năm nay lấy cảm hứng từ những ngôi làng cổ của Nhật Bản và hình ảnh chuyến tàu dưới những tán hoa anh đào, nơi khách tham quan có thể đắm mình trong không khí mùa xuân và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời bên sắc hoa rực rỡ. Lễ hội Nhật Bản tại Sài Gòn Center được xem là sự kiện thường niên mang tính biểu tượng tại khu vực trung tâm thành phố. Tại đây thì khách tham quan sẽ được trải nghiệm những hoạt động thú vị và tận hưởng các chương trình khuyến mại hấp dẫn với nhiều thương hiệu trưng bày và kinh doanh của các sản phẩm Nhật Bản chất lượng. Lễ hội Nhật Bản tại Sài Gòn Center năm nay được chính phủ Nhật Bản công nhận là một trong những sự kiện thương mại chính thức trong năm 2023 nhằm chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua sự kiện này sẽ nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng và thắt chặt thêm mối quan hệ giữa Sài Gòn Center và các thương hiệu Nhật Bản chất lượng. Trải qua 3 mùa được tổ chức và phát sóng, chương trình Super Ten siêu tài năng nhí chính thức quay trở lại với mùa 4. Đây là chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn dành riêng cho các bạn nhỏ từ 4 cho đến 14 tuổi, có tài năng năng khiếu ở bất kể lĩnh vực nào, hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp với Madison Media Group tổ chức. Năm 2023, siêu tài năng nhí mùa 4 hứa hẹn sẽ là sân chơi chuyên nghiệp, nơi các bạn nhỏ có cơ hội được thể hiện tài năng, cháy hết mình với đam mê, được giao lưu và học hỏi và rèn luyện bản lĩnh vững vàng. Hàng trăm thí sinh tại khu vực miền Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ sau khi đăng ký online và vượt qua vòng casting call của ban tổ chức đã đến thể hiện tài năng trực tiếp tại buổi offline tại thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh mang đến nhiều năng khiếu ấn tượng như đàn violon và hát bằng nhiều ngôn ngữ, tập yoga và uống dẻo, ảo thuật, thuyết trình bằng tiếng Anh. Đây là một chương trình rất là bổ ích và sân chơi mà để cho các bé có thể phát huy được hết cái tài năng của mình. Chương trình là cơ hội tuyệt vời để các thí sinh nhí thể hiện năng khiếu của mình, từ đó được định hướng, bồi dưỡng và phát triển hơn trong tương lai. Với kinh nghiệm gần 30 năm trong ngành, đến nay, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ VUS đã phát triển rộng khắp với hơn 60 cơ sở trên toàn quốc tại 12 tỉnh thành. Chúng tôi có rất nhiều học viên nhỏ tuổi và cũng đã khám phá được rất nhiều năng khiếu của các em trong quá trình giảng dạy. Do đó năm nay, Anh văn Hội Việt Mỹ VUS quyết định trở thành đơn vị tài trợ chính cho chương trình. Với dàn ban giám khảo là những nghệ sĩ nổi tiếng, có chuyên môn cao trong các lĩnh vực và sự yêu thích gần gũi với con trẻ, siêu tài năng nhí mùa 4 hy vọng các thí sinh sẽ được khai phá nhiều tiềm năng, tỏa sáng trên sân khấu và trở thành những mầm non nghệ thuật, trí tuệ của đất nước. Để từ đó truyền cảm hứng đến những bạn nhỏ khác trên lãnh thổ Việt Nam, hãy tự tin theo đuổi đam mê,
thể hiện năng khiếu và tự tin tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đã diễn ra Đại lễ Tiết Thanh Minh năm 2023 do Công ty Cổ phần Chánh Phú Hòa phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức. Đây là năm thứ 15 liên tiếp Đại lễ Cầu Siêu được diễn ra với sự tham gia của nhiều Phật tử, thân nhân của người quá cố đang an nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang này. Hàng năm công ty tổ chức làm lễ nhân Tiết Thanh Minh hồi hướng công đức các hương linh an táng ở đây, cũng như các hương linh đó là vì chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã hy sinh. Công viên Nghĩa trang Bình Dương có diện tích 300 hectare, tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được chia thành nhiều khu vực cùng nhiều cảnh quan. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.